nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, vùng núi cao từ 16 đến 23 độ. Một chương trình hoàn toàn mới trên sóng truyền hình Điện Biên. Game show tìm hiểu lịch sử dành cho các học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở. Giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ. Thể hiện tài năng, tinh thần đồng đội. Sân chơi bổ ích, lý thú. Hai đội tranh tài, bốn vòng chơi. Mở màn chiến dịch. Tập kích cứ điểm. Âm vang Điện Biên. Điện Biên anh hùng. Không khí sôi động, kiến thức thú vị dành cho khán giả, cổ động viên với phần chơi tiếp lương giải đạn. Cuối cùng, đội nào sẽ giành chiến thắng, chinh phục các kiến thức lịch sử của vùng đất Điện Biên anh hùng? Chương trình game show Âm vang Điện Biên phát sóng vào các khung lịch 21 giờ thứ năm tuần thứ hai hàng tháng và phát lại 10 giờ 25 phút ngày hôm sau, 10 giờ 25 phút chủ nhật hàng tuần trên sóng truyền hình Điện Biên DTV và trên các nền tảng YouTube, Facebook và website dienbintv.vn. Thông báo về việc niêm yết công khai nguồn gốc hiện trạng quản lý và sử dụng đất một số thửa đất nhận bàn giao từ công ty cổ phần chế biến nông sản Điện Biên nằm trong mặt